chào chú chị bạn nha. Nơi em ăn mì xào nhé bạn. Nơi sáng mì xào không? Mời các bạn dùng mì xào với ăn cháo mình nha. Mì ở nhà mua cái thùng thùng các bạn ơi, ăn mì mì thùng. Mời bạn ăn mì nha. Kinh nhớ đăng ký ủng hộ mình nhé. Xem kinh nhớ đăng ký ủng hộ mình nhé. Xem kinh nhớ đăng ký ủng hộ mình nhé. Sáng mì xào mời các bạn dùng mì xào với ăn cháo mình nha. Mì ở nhà mua cái thùng thùng các bạn ơi, ăn mì mì thùng. Mời bạn ăn mì nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vì mình lên hướng rồi. Chưa có đá tượng rồi đi dính như thế rồi đây chưa ơi. Quỷ chi đó, 7 đăng ký nha.